Vâng, mình xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình cũng xin thông tin với anh em là phiên bản máy Montap V2.7 cũng bắt đầu phát hành rồi anh em nhé. Và trên bộ máy Montap thì cũng rất nhiều chức năng mới được cập nhật cho anh em và cũng là hoàn toàn miễn phí. Và đặc biệt với giao diện màn hình Montap mà anh em thấy là rất là đẹp đấy. Thì nhiều anh em trước đây nhiều cái tín hiệu đúng không ạ? Nhiều từ viết tắt anh em cũng chưa hiểu, thì với phiên bản này thì công ty cũng đã thiết kế là khi anh em ấn tì tay vào biểu tượng đó thì anh em sẽ thấy là cái biểu tượng đó nó sẽ hiển thị lên là cái gì rất là chi tiết. Vâng, rất là hay. Đây là một tiện ích có thể nói là rất là tuyệt vời, giúp những anh em mà chưa nắm được thì anh em hiểu rõ hơn về chức năng đó ở trên màn hình bộ máy Montap. Vâng, vậy thì cũng mình cũng xin phép là được mượn video của công ty và thầy Dương Tuấn Dũng, tác giả bộ máy Montap, cũng cho anh em nhiều thông tin mới ở bộ máy Montap V2.7 để anh em thấy là gì, mỗi một lần cập nhật là bộ máy Montap của mình sẽ thêm được nhiều tính năng mới. Vâng, đã hiện đại rồi thì càng ngày càng hiện đại hơn sau mỗi lần cập nhật. Và sau đây anh em có thể tham khảo qua video của công ty làm, mình cũng ghép vào để anh em biết được là rất nhiều những chức năng mới cũng như những thay đổi ở trên màn hình mà diễn giải rất là rõ cho anh em nắm được. Và đây là một trong những cái tiện ích mà mình nghĩ rằng rất nhiều anh em cũng mong đợi ở phiên bản này anh em nhé. Xin chào các bạn, và bây giờ thì các bạn sẽ được trải nghiệm với Motoscan Tab phiên bản 2.7 mà chúng tôi sẽ phát hành trong ngày hôm nay. Các bạn hãy nhìn lên màn hình. Có những cái tiện ích mới mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu nhanh trong cái video clip này để các bạn có thể là tận dụng nó, khai thác nó để chúng ta đỡ phải mất thời gian tìm hiểu. Và đây là Motoscan Tab 2.7, chúng ta sẽ khởi động Motoscan Tab. Và từ menu chính nó cũng tương tự các cái menu đó. Vâng, tuy vậy thì nó còn những các cái menu chức năng bổ sung thêm, anh em có thể nhìn ở phía dưới đó, rồi các cái tính năng bổ sung của bên trong. Và ở đây anh em có thể chọn động cơ xăng và xe máy là xe xăng. Tiếp theo chúng ta chọn dòng xe và chọn một cái chức năng kết nối bằng Calai, và tiếp tục tương tự chọn bằng Calai. Kết nối Motoscan Tab với và chúng ta chọn thông số hiện hành. Trong thông số hiện hành chúng ta chọn cái màn hình giao diện. Và tôi nghĩ rằng là vì sao anh em sẽ sử dụng cái giao diện này nhiều hơn tất cả các giao diện khác, bởi vì sao ạ? Vì chúng tôi đã cố tình thiết kế cái giao diện này cho anh em là all in one, có nghĩa là mọi thứ trong một, anh em không cần phải trượt màn hình. Cái quan trọng là anh nhìn một lần thôi là chúng ta có thể nhìn tổng quan mà không phải trượt màn hình như tất cả các cái cách thức trình bày ở các cái giao diện khác. Tuy vậy thì trong cách thiết kế này ở những phiên bản trước thì nhiều anh em có hỏi chúng tôi là em cũng có nhìn thấy cái này rất hay, rất là đẹp, nhưng mà em lại không hiểu là cái đồng hồ này nó nói lên cái điều gì, nó là thông số gì, bởi vì bọn em cũng chưa được học căn bản, cho nên là những ký hiệu chữ viết tắt ở trên này thì bọn em là cũng không rõ được là tính năng gì, cho nên em lại phải quay lại cái màn hình tách ban đầu để chúng ta có cái phần văn bản để chúng ta nhìn thấy. Nhưng đối với phiên bản 2.7 thì chúng tôi đã khắc phục những cái yếu điểm mà cho những anh em mà chưa được đào tạo thì bằng cách như sau. Đây là một cái cách thức hay như một cái giải pháp chung mà nó có tính tổng thể trong toàn bộ quá trình, đó là cái tooltip, nghĩa là cái trợ giúp trực tuyến cho anh em khi sử dụng chức năng này, là anh em có thể chạm tay vào bất kỳ một cái đối tượng nào trên màn hình và giữ một chút thì nó sẽ có một cái cửa sổ nhỏ để hỗ trợ anh em. Ví dụ ở đây anh không biết cái đồng hồ là đồng hồ gì chẳng hạn, anh em giữ tay và nó sẽ báo ngay đây là góc mở bướm ga, và anh em thoát nó bằng cách ấn góc bên trái. Tương tự như cái đồng hồ ở đây chẳng hạn, anh em không biết là cái TI này là cái đồng hồ chỉ báo cái gì, anh em cũng tương tự giữ tay và thông báo ngay đây chính là thời gian phun nhiên liệu đó. Tương tự một số các cái chỉ thị on off ở dưới digital này, đây, anh em không biết cái từ viết tắt là gì, anh em giữ tay và nó sẽ báo ngay đấy là trạng thái công tác khởi động. Trạng thái công tác khởi động. Tương tự như vậy, tôi chỉ làm ví dụ thôi. Và tương tự như vậy thì tất cả các cái đối tượng đồng hồ, các cái đối tượng mà công tắc on off cũng như các cái chỉ thị ở trên màn hình. Ví dụ anh ấn một cái chỉ thị nào đó ở đây đi,
Đây, tương tự, ví dụ anh ấn chỉ thị này thì nó cũng sẽ thông báo luôn là đây là cái gì luôn. Và như vậy thì anh em ví dụ có quên hoặc là không biết hoặc là chưa biết cái từ viết tắt này là gì thì đây là một giải pháp chúng tôi tạm gọi là một cái giải pháp trợ giúp tiện ích trực tuyến ngay lập tức trên màn hình, kể cả lúc đang chạy hay là lúc nghỉ thì chúng ta đều có thể làm hành động đó được. Thì đây là một cái giải pháp mà anh em hãy tận dụng những cái tiện ích như vậy để chúng ta khai thác triệt để những cái tiện ích mà nhà sản xuất DTD Auto đã thiết kế cho sản phẩm con đẻ của mình, chính là Moto Scan Tab phiên bản 2.7. Tương tự như vậy, các bạn có thể quay lại, các bạn nhìn các cái nút lệnh. Rất nhiều người có hỏi tôi là cái những nút lệnh đấy thì nó là để làm gì. Thì ví dụ như anh em vào một cái tính năng cụ thể đi, anh em chọn vào một tính năng đó, thì anh em chọn nó sẽ báo ngay là cái này là cái gì. Chúng ta cứ giữ tay cái nút đấy, nó sẽ thông tin cho anh em ngay. Tương tự như vậy, và anh em thể chọn đi, ví dụ anh em chọn vào một tính năng Smart Key chẳng hạn. Đó là một cái phần mà rất nhiều anh em hỏi là cái này để làm gì, nút lệnh để làm gì. Thì anh em có thể chọn, ví dụ như đây, anh em muốn biết cái này làm gì anh giữ tay. Ấn giữ tay nhá, anh em ấn và duy trì cái ngón tay của anh em ở trên vị trí đó khoảng 1 giây thì nó sẽ có một cái cửa sổ. Làm mới trở lại mã ECM ID trong ECM trở về nguyên bản của nhà sản xuất như khi mới xuất xưởng. Đó, tương tự, lệnh khác anh em cũng có thể làm tương tự như vậy được. Yêu cầu, bước 1, bật khóa điện, bước 2. Ấn giữ tay, có ngay lập tức. Lập trình SCU, chức năng để đăng ký thêm khóa, mất tất cả khóa, đồng bộ SCU và ECM, kiểm tra PID kích hoạt, hủy FOB, kiểm tra hoạt động FOB và SCU. Vâng, và chúng tôi sẽ làm rất nhiều các clip. Yêu cầu. Để giới thiệu các cái tiện ích mới cũng như các cái chức năng mới để cho anh em đã sử dụng Moto Scan Tab thì sẽ thêm những cái trải nghiệm mới. Và chắc chắn là từ ngày hôm nay cho đến tuần tới thì chúng tôi sẽ làm rất nhiều clip để giới thiệu thêm các cái tính năng và các cái chức năng đã được bổ sung thêm rất nhiều ở trong phiên bản Moto Scan Tab 2.7. Clip tiếp theo chúng tôi sẽ làm tiếp cho anh em. Bây giờ thì xin chào và tạm biệt tất cả anh em về Moto Scan Tab phiên bản 2.7. Và khi anh em nghe được clip này, xem được clip này thì phiên bản 2.7 đã được phát hành ở quy mô nhỏ cho các đại lý cũng như cho các khách hàng thân thiết test sử dụng và trải nghiệm. Sau đó thì chắc là 1-2 ngày kế tiếp thì chúng tôi sẽ mở đại trà để cho tất cả anh em cùng trải nghiệm. Và đặc biệt từ hôm nay thì tất cả các máy Moto Scan Tab phiên bản 2.7 gửi đến các đại lý cũng đã chính thức phiên bản 2.7, kể cả phần mềm cũng như phần cứng. Vâng, xin cảm ơn các quý vị đã theo dõi clip ngắn này của chúng tôi và cũng mong các quý vị giúp chia sẻ clip này đến cho nhiều người, các đồng nghiệp của anh em mà trong cộng đồng sử dụng Moto Scan Tab thì để biết được cái tính năng ưu việt cũng như những cái chức năng mà chúng tôi đã cập nhật bổ sung thêm vào cho phiên bản 2.7. Xin chào và tạm biệt.